Ok các bác nhá, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em có một cái bếp nướng nhá, cái này của Tiger. Thì cái này do vận chuyển về thì nó bẻ mất cái miếng nhựa chỗ cái quai. Đấy. Thì thực sự thì mình bê bếp thì nó ảnh hưởng một chút thôi, còn nếu mà bê cái khay lên thì không ảnh hưởng gì nhá. Đây này, đấy. Tại vì là cái này nó ở phía dưới thôi. Đấy. Bếp cái khay nó cũng vẫn còn khá ok nhá, chưa có bị chảy xước gì quá nhiều, có một vài vết nhỏ nhỏ như thế này do vận chuyển nó cứa lên thôi. Và cái này tháo rời được nhá, con này nó sẽ có 2 trong 1, nó sẽ có một cái khay làm cơm này. Đấy, làm cơm hoặc là làm bánh khọt. Đấy, mới tinh luôn nhá, 2, 4, 6, mỗi lần làm được 30 chiếc. Và chưa sử dụng nhá, cái này của Tiger nguyên bản của nó chưa sử dụng. Đấy. Và cái này mình có thể nhấc cái này ra. Đấy, con này thiết kế nhấc ra nhé, nhấc hai cái đó ra. Thì nhiều bác bảo có bếp gửi hình cho, thì thực sự là cái này nó đã bị vỡ như vậy nên em không gửi hình, em sẽ lên video chi tiết cho các bác để cho các bác nhìn, các bác lựa chọn. Đấy, thì khi bác nướng như thế này thì cái thời gian để nướng cái này thì nó rơi vào tầm khoảng 10-15 phút. Đấy, tùy theo những cái món ăn. Đấy, thì khâu chuẩn bị nó cũng rất là nhanh, nó không lâu như là mình nướng bằng than. Thì cái này bác có thể ngồi ăn trực tiếp ở đây được, chứ còn nếu mà nướng bằng bếp than thì mình không thể ngồi ăn trực tiếp như thế được. Mình phải nướng chín xong mình mang vào ăn. Thì cái món nướng mà nướng chín xong mang vào ăn thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ mất đi một cái hương vị là tươi ngon. Đấy, tại vì nó đang nóng ấy, mà mình mang vào thì nó nguội mất rồi. Đấy, mà than thì nó lại khói, bắt buộc phải nướng ở không gian rất rộng. Còn cái này thì nó không có khói như than, thì mình có thể nướng trong nhà hoặc ngồi trên tại bàn, giống như em đây, em đang ngồi trên bàn như thế này. Đấy, nướng ăn này nó rất là tiện nhá. Bữa này là mùa lạnh rồi, thì ngoài Bắc thì các bác cũng có nhu cầu thì cũng nên tham khảo. Đấy. Thì bên nước ngoài, bên Nhật ấy, thì đa số người ta dùng bằng cái này hết, người ta không có dùng bằng than như mình dùng đâu, hoặc là người ta sẽ nướng bằng nồi vi sóng. Nhưng mà nồi vi sóng thì nướng như con gà, con vịt to thôi. Thì mình nướng cái này nó sẽ tiện hơn, ăn trực tiếp ở đây luôn, ăn thịt bò, ăn thịt heo gì đó bác thái mỏng mỏng nó ăn rất là ngon nhá. Hôm qua em nướng cháy vàng hết lên đó, thịt dê đó bác. Đấy. Khi chưa nướng thì các bác không có mua, mà khi nướng lên rồi các bác mua thì nhiều bác không mua được. Đấy. Khi em lên video bằng em úp lên thì các bác, nhiều bác không mua được đâu, tại vì các bác chưa có nhìn thấy thực tế cái này nó nướng được ấy, nhiều khi còn hoài nghi không biết là nó có nướng có ngon hay không, hoặc là nó nướng ok giống như cái màu vị và cái hiệu quả nó đạt được ấy. Đấy, thì bác biết rồi, Nhật nó sản xuất ra rồi thì bác yên tâm nhé. Thì cái này thực sự bên đó nó cũng khá là đắt tiền đấy, nếu mà hàng mà đang còn mới ấy. Người ta vẫn có đấu giá những cái hàng này bác nhé, vẫn có đấu giá đấy, nên các bác lưu ý. Kể cả những cái máy khoan pin, tất cả những cái máy gì bên đó vẫn đấu giá hết nhé, vẫn có. Để vậy nên các bác cứ suy nghĩ là sẽ có cái kéo này bỏ đi, có cái kéo trắng kia rồi, đã bỏ vứt cái kéo đó đi rồi mà cứ xài. Đấy các bác thấy, đấy, lửa nó rất là nóng quá nhá, thì nó vệ sinh cũng dễ. Em sẽ cố gắng kiếm cho bác cái khay. Đấy, cái khay ở phía dưới, khay hứng mỡ, không thì các bác sẽ lấy một cái inox, cái đĩa bằng inox ở dưới là mình hứng mỡ chảy xuống, tại vì con này nó nướng theo cái kiểu là để cho nó chảy mỡ xuống dưới luôn. Đấy, và nó lấy nhiệt trực tiếp ở dưới cái thanh lên, nó sẽ làm nó rất là nóng. Đấy, nói chung là gia đình thì dùng một cái như thế này là ok rồi, trong bữa tiệc tiếc hoặc là muốn ăn ở nhà nó tự do thoải mái, không phải phụ thuộc. Đấy, mình mua về đồ tươi hoặc là đồ gì đó mình, nhưng khi mình tai nghe mắt thấy tay sờ. Đấy, những cái thực phẩm mình đi lựa chọn về mình gia giảm gia vị cho nó phù hợp theo nhu cầu của mình với cái khẩu vị của mình nữa. Đây, bác nhìn mực này. Đấy, nó rất nóng nha, nó bác khay cực kỳ nóng luôn. Đấy, rất là ngon. Đây là nướng mực, nướng bạch tuộc thì bác nhìn nó phồng phồng lên vậy thôi, còn nếu mà nướng bằng thịt á là cái miếng thịt nó phẳng lì. Hôm qua em nướng thịt thì các bác nhìn biết rồi đấy, bạch tuộc thì tất nhiên là nó phải quăn lên rồi. Đấy, bác nhìn thấy khay này, rất là nóng, như là bác nhìn thấy không. Đấy, như là mỡ miếc cái thứ nó ở đó đó. Đấy, mà nó sẽ chảy xuống dưới luôn.
Và bên cạnh đó là các bác có thể có một cái khay nướng bánh khọt rất là ngon, làm bánh khọt cực kỳ ngon luôn mà làm mới luôn nhá. Đấy, bác nào thích ăn bánh khọt cũng ăn nóng như vậy luôn, bác sẽ cứ thế tráng vào đây thôi, bắt đầu ăn nóng trực tiếp luôn với rau riếc thì quá ngon luôn. Bên đó người ta làm cơm nữa. Còn đây là cái vung của nó này. Đấy. Và vận chuyển về thì nó có móp méo. Đấy. Nó bằng vung bằng kim loại thì không thể tránh được. Nói chung là cứ khâu chuẩn bị khoảng 10-15 phút là các bác đã có một mẻ để ăn thoải mái rồi. Đấy, nhưng mà cái thời gian mà nướng than nướng thiết thì sẽ lâu hơn rất là nhiều và nó khói nữa, khâu chuẩn bị rất là nhiều và nó thứ nhất là khói hơn và thứ hai là tốn tiền hơn. Đấy. Bây giờ cũng phải tính toán chút, thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ mà nướng than thì mỗi lần bác phải mất 10.000, thì rẻ nhất là 10.000 tiền than, còn nướng bằng điện cái con này thì chỉ nướng khoảng 2.000 tiền điện thôi bác ạ, 1.200-1.300 W thì bác đốt liên tục hết một tiếng, làm sao bác đốt một tiếng được. Đấy, một tiếng thì nó quá lâu, không thể dùng một tiếng liên tục được đâu, thì nghĩ một lần bác dùng 2.000-3.000 tiền điện thôi là ăn uống tẩy ga rồi, vừa rẻ và vừa không có khói. Bác nhìn bạch tuộc không? Như thế này mà dâm ni bia ni rượu cắt ra mà chấm với cả ít tương ớt với cả ít rau răm với cả mấy miếng dứa này dưa neo vẻ trắng ăn vào nữa thì nó tuyệt vời làm sao bác ạ. Nóng nữa này, bác nhìn thấy không, khói nghi ngút này, dư là mình đang ở một cái nhà hàng vậy thôi, nhưng mình ăn tại nhà nó sẽ thoải mái hơn bên gia đình, mà mình ăn theo khẩu vị của gia đình mình. Ở ngoài nhà hàng thì người ta sẽ cho nướng một cái khẩu vị riêng, nhiều khi mình có muốn thêm cái gia vị gì theo sở thích của mình chẳng hạn. Đấy. Đây, ăn mà cho miếng dứa này vào nữa ăn thì dứa ngon, dứa tươi lắm, người ta mới làm. Nên thế bây giờ là 7 phút mà cái chảo này làm khoảng 5 phút là nóng hết tốc độ của nó lên. Đấy, khoảng 15 phút nó có ăn ở bạch tuộc nướng lâu hơn một chút. Cái bạch tuộc là nó có cồng cành, nhưng mà như vậy là chín rồi bác nhá, bạch tuộc nó như vậy nó là chín rồi. Đấy, cháy rồi này. Đấy, bác thấy không, nó cháy màu nó cũng như than rồi các bác nhá, nó không khác gì than đâu, người ta tính toán hết rồi bác ạ, người ta làm nhiệt độ này nóng rất là cao. Đấy, để cho cái thịt nó có cái hình thù cháy giống như là mình nướng than vậy, mà nó chống dính hết nhá, chống dính hết, vệ sinh rất là tiện. Và xin chào các bác nhá, bác nào nhu cầu mua thì alo cho em, do nó vỡ mất cái quai này rồi, đấy vỡ một tí cái chỗ này, đấy, thì em sẽ giảm giá các bác.